tới đây là xong rồi. 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 Rồi, kiếm tay rồi. Đó, rồi nhớ. Rồi, bốn. Ngon lành. Thank you.
Hay quá luôn. Rồi gì cái trung đứng bên. Wow.
rung gió đi, cố lên. Qua chia hạ đập cho chết đó. Không có ai giành về chiếc chanh đâu, đưa phá lưới. Đều. Sáu năm. Tôi không biết ra ngoài thì ai, phú gì hài nó thấp.
đổ quá vô lưới rồi không đổ đừng có để anh về thắc mắc nghe xong nè. Anh đã đưa em lên là biết lý do rồi mà đây đó. Rồi đập cái nè. Dài vậy đi anh. Vậy hả? Hết bài rồi hả? Hết bài rồi. Bút bỏ biết lý do rồi. Bút. Ngập nè. Giúp bạn rồi. Đây nó xuôi gió đây. Xuôi gió mà nó bắt đầu ào tới đâu. Đúng như là phạm quy rồi đó. Rồi. Đúng như chạm vạch, giao cầu đứng chạm vạch. Chết chạm vạch. Phạm quy mà cứ giao cầu không tính nha. Đó, út xem nghe. Giao cầu cũng được đứng chạm vạch. Rồi, cái đó không tính to. Không 11 17 18 gì vậy? Ủa sao người ta giao cầu chẳng bà mà anh còn để cho người ta thắng là sao? Ở đây mà ở đây vậy là ta chấp nhận được. Ở đây mà bắt lỗi chậm chân. Cái này cầu trúng lưới cho đi. Cảm ơn vô làm chặn để đời coi. Có một bình luận viên thôi. Bình luận viên rồi. Vô. Nghỉ dán này nghỉ. Mày em vô nha. Em vô em về. Bây giờ đúng không? Bình luận viên vô đây tôi nghỉ dán. Rồi, vô. Chào mừng quý vị quay lại sân Phủi Cầu Long Bò Gác Ba. Xem trận đấu hôm nay là cuộc đối đầu giữa bên kia áo đỏ cường nhỏ, áo đen xin lỗi, áo xanh là Kỳ Quanh, còn áo màu màu cam là Thế Liễu. Đối đầu với bên này, phía sau là Trung Lưới. Áo đen quần đỏ là Kim Anh, áo đen quần kem là Hồng Thắm. Kiều Anh giao cầu. Vô! Cường! Cường luôn! Rồi! Nghi ngờ có nội gián rồi. Xin giới thiệu tôi, bình luận viên Kim Động Tài. Vô cùng gây cấn. 3-1, 3-2, 3-2. Cường nhỏ trung đập trung trung đập cắm xuống trung nó chết nó rồi rồi ba đều nè. Chị Minh giao cầu nè. Chị Minh á bả rất là xuất sắc trong giao cầu nha. Cửa áo cam bên kia là chắc là người ta gọi là lạc xe nè, lạc xe nè, không thể làm gì được nè. Trúng đừng có đùa, thua đó nha. Rồi biết lắm mà thấy không. 4-3 Kiều Anh. Hồng Thắm nè, coi Hồng Thắm nè, xử lý luôn. Xử lý luôn. Hay lắm. 5-3 Nghiêng về đội của Cường Nhỏ Kiều Anh với lại Thế Liễu. Cường Nhỏ hôm nay có vẻ là phong độ rất là cao rồi. Nhưng mà hả, trái cầu đó rơi trúng vùng an toàn. Cường Nhỏ đành bó tay rồi, không thể làm gì được. 4-5 5 đều. Trúng rồi. À. 5 đều. Hay lắm Trung ơi. Hay quá thằng Sầu á. Hay quá. Hay nữa. Hay ghê luôn. Một trái rất là chậm rãi như là tập yoga đó, tới trái tới sau là đập
Ba trái chét luôn. Hay quá Trung ơi. Sao bữa nay quýnh hay dữ vậy? Trời ơi. Có ai nhập không? Hay quá. Mình thắm vô câu. Ơi giờ. 6 7. Thí liệu vô câu. Cường nhỏ. Rồi, xong rồi, bảy đều. Quýnh coi nào, quýnh đi nào, quýnh rung. Đúng rồi, tốc độ tương đối, đúng rồi, tương đối thôi. Ôi dạ. 8, 7. Cường nhỏ làm gì? Cường nhỏ nè, xử lý nè. Có... Trời ơi, thầy ơi, nó hụt rồi thầy ơi. 8 điều. Ôi, 9-8. Nói chung là tỷ số từ đầu trận tới giờ rất là xích sao. Trận đấu rất là gai cắn, hai đội đều dở như nhau. Không đội nào dở hơn đội nào bao nhiêu. Vô. Quýnh hay quá Trung ơi. Xét tổng cục thì chê là toàn cục cái trận đấu, nhưng mà đều hả vẫn có những pha là hay. Nó hay cũng không phải là quýnh hay, mà cái yếu tố ngạc nhiên rất cao trong từng pha cầu. Ví dụ như vừa rồi là leo lưới bò qua, đáng lẽ leo lưới ở lại, nhưng mà leo lưới bò quá. Hay quá Cường ơi. Cường cũng tính làm một chiêu như vậy, nhưng mà vừa rồi cái cú thử của Cường đã thất bại, không thành công. Giống như người ta thử tinh lửa đó, là thử trăm quả là mới được một quả thành công. Thì Cường vừa rồi thử cầu leo lưới nhưng mà thất bại rồi. Hai. Quýnh. 28. Trung, xử lý sao đây? Xử lý từ từ. Đưa tương đối lên, đúng rồi, đưa tương đối lên. 9-2 rồi, kiều quanh giao cầu có vô hại hay không? Bình thường vẫn là vô hại, không biết hôm nay thế nào. Cường, đó, lại lần thứ hai Cường tính đập, gọi là leo lưới, nhưng mà Cường lại thất bại. Giống như người ta thử tên lửa 100 lần thì mới thành công. Rồi, lại Kiều Anh lại đỡ không nổi một cú đập với tốc độ trung bình. Trung thì rất mạnh. Hay quá. Vừa rồi là Trung là bị rơi vào tình trạng là lao nhau. Hay Cường. Trung. Hay quá, đụng lưới chưa? Có vẻ là cầu đụng lưới. Cầu đụng lưới không sao. 3 9 0 3 Ủa 1 5 rồi hả? Trời, 11 15 xin lỗi. Tôi bình luận viên kim đồng tài, nhưng mà tỷ số thì có lúc do cuốn vào trận đấu cho nên là không có nhớ được. Bây giờ đã là 12 15. Thiên về phía của đội trung lưới Hồng Thấm với Kim Anh. Vừa rồi chị Kim Anh đánh quả đó thì không thể đỡ được rồi. Cái đó là dù trong sân là hà đi nữa thì cũng đành bó tay thôi. Đừng nói chi là Cường nhỏ. Cỡ đó thì Cường nhỏ thì dù có Cường khổng lồ đi nữa thì cũng bó tay. Chứ còn Cường nhỏ sói ca rồi là không có làm ăn gì được rồi. Cứ như vậy là nó chịu không nổi. Hay quá. Qua bên kia rồi. Lại một quả đó đó. Có thể là khu vực đó có thể là coi là khu vực chết trên sân cầu mà không hay lắm. Hay lắm, lại tiếp tục. Tiếp tục. Quýnh hoài. Đúng rồi, cái chỗ kia đúng rồi. Hay quá, đội của Trung càng ngày càng gọi là vượt trội so với đội của Cường. Mặc dù trước trận thì không ai nghĩ là đội của Trung có thể vượt trội như vậy, nhưng mà càng đánh thì đội của Trung càng vượt trội. Bây giờ Trung có thể là nhảy múa rồi lung tung được. Ôi, chúc mừng đội của Trung Hồng Thám Kim Anh nha. Chia buồn với đội Cường nhỏ, Kiều Quanh với lại Thế Liễu. Trong tay còn lơ ngác, không biết gì luôn. Ủa, nghĩ kê để mình đủ hả?
xe mạnh cái con nè. Chị Ngọc ơi, chị. Rồi sau đây là đội đỏ và đội hồng. Đội đỏ là anh Cường, Minh Ngọc và anh Việt. Đội hồng là chủ tịch chị Thắm đang giao cầu với chị Kim Oanh, Kiều Oanh. Theo nhận định của tôi thì đội anh Cường là đội đỏ sẽ chiến thắng. Sau đây chủ tịch nha. Rồi vô rồi, 1-0 nghiêng về đội đỏ. Chị Ngọc giao cầu. Rồi chưa qua lưới anh Việt ơi. 1-1. Chị Oanh giao cầu. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Rồi. Đây là đồng. Đây là cương. Đây là đồng. Đây là cương. Rất điểm rồi. Trên lưng chị ơi. Lên xong rồi trong cầu. 21. 21. Rồi đỡ. Hai đều. 21 nghiêng về đây đó. Đây. Rất là cánh tài cánh sức luôn. Lâu lâu chị ngồi lên chị đánh một quả rồi. Chưa có ăn đứng luôn đánh Việt đâu. Hai đều rồi. Toàn là đánh đề lưng của chị Oanh. Không được rồi. 2 ly cà phê nha. 3-3. Chị anh ra cầu. 3-3. Rồi, đội hụt rồi. Chị của tôi. 4-3. Nhưng về đội chủ tịch. Cố lên rồi đó. Rồi, đều luôn. Bốn đều. Anh Việt giao cậu. Hay quá. Hay quá. Rồi 5 dạ. Hay quá luôn. 6:13 thì đang còn sớm lắm. Mấy rồi? 7-4. Nghĩa về rồi đó. Nhanh thế. 8-4.
rồi non cầu 94 ơi, giờ tay có lên hay quá, giờ tay chơi hay quá, giờ tay chơi rồi nồi dán rồi 04 đổi đi, đổi đi có lực chứ không, chứ không có lực. Đổi không? Đổi đi có lực chứ để đó không có lực hiểu không? Không bốn nghiêng về đôi đôi đỏ. Đôi hồng cố lên. Đó, đó, đó bên mình á, bên đây là được chó không có lực hiểu không? Mà không có lực cũng đôi hồng cố lên. Rồi anh Việt giao cậu. Tốt cậu. 14. Cố lên đôi hồng ơi. Hay quá, chịu tay chơi ngoài rồi 5-1 chị Thắm giao cậu, anh Việt đỡ chạy chạy rồi 2-5 chị Ngọc giao cầu, chị Kim Anh đỡ nhanh đã rồi 3-5 3. Tỷ số đang là cách xa nhau 13 năm. Nghiêng về đội đó. Đội chủ tịch cố lên. Hay quá. Rồi, đưa luôn. 4-5. Sắp đều rồi. Hay quá chị Oanh ơi. Hay quá luôn. Quất luôn. Rồi, quất luôn. Quất luôn. Quất luôn. Ôi, chủ tịch hay thế. Rồi 6-4. Cố lên rồi Hồng ơi. 6-14. Hay quá luôn, cố lên. 5-6. 5-6. 1 ly cà phê rồi. Đánh vào đầu chị Ngọc, 1 ly cà phê. 3 ly nữa. 3 ly. Quất. Rồi, mình thấy thế. Tám năm rồi. Quay. 9-5. Cố lên đôi Hồng ơi. Lên luôn. 0-5. Còn 5 quả nữa thôi. Đội Hồng ơi, chủ tịch đang chuẩn bị kiếm rồi. Chiến đấu thôi. Rồi. Rồi. Công một tình cầu anh ơi. 1-5. Hay thế. Rồi. Rồi, hay thế. 2-5. Sắp cân bằng rồi, đội Hồng ơi. Trời ơi, lên nữa. Rồi, chun lưới luôn. 6-2. Cố gắng lao vào đây, chiến quyết. 3-6. Đội chủ tịch đã dần dần leo lên rồi. 2 vượt chưa? Rồi. Quá đi. Rồi. Cái kiểu là te tua rồi. 7-3. Nghiêng về rồi đó. Rồi 2 vượt rồi. 8-3. Rồi, 9-3. Rồi. Đôi hồng từ xá đi vô lưới. 0-3 rồi. Tình hình này thì đôi đỏ sẽ chiến thắng trong gang tấc nữa thôi. Rồi. 4-0. Cách biệt 6 trái.
thì đôi hồng khó mà leo lên được rồi, không thể gỡ được rồi. Đôi đỏ rất là mệt. Chạy! Chạy! Quân! 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 Hay thế. Sao giờ vậy anh vậy? Hết. Năm không. Vì vậy nhưng mà tỷ số này thì đội đội đó sẽ chiến thắng thôi. À, rồi và quả cuối cùng đội đó đã chiến thắng.